Sân ca Thanh Lan che từ ngồi dưới mưa cùng khán giả xem tôi hát Nữ danh ca trong ca khúc che tích nhất làm đêm nhạc để tưởng nhớ đấng sinh thành Danh ca Thanh Lan quyết định tổ chức một đêm nhạc để tưởng nhớ cha của mình Nữ danh ca cho biết cha mẹ cô rất yêu thích âm nhạc Nên cô làm ca sĩ là niềm vui cho cả hai khi còn sống, cha của Thanh Lan chưa bao giờ bỏ bất kỳ đêm nhạc nào của con gái. Có lần tôi hát tại sân khấu thì trời đổ mưa. Hánh giảm áo mưa hoặc chê dù ngồi xem tiếp, cha tôi dù lớn tuổi vẫn ngồi cùng mọi người. Tôi rất cảm động, biểu diễn trên sân khấu mà cứ nhìn hàng ghế phía sau sợ ông ướt rồi cảm. Thanh Lan chia sẻ vì vậy, nhân ngày rỗ thứ 15 của cha, Thanh Lan mong muốn thể hiện những ca khúc ông yêu thích. Trong đó có bài Nắng chiều sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Đây cũng là dịp nữ dân ca gặp gỡ hãnh giả sau 2 năm không hát ở thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Lan quê ở Nghệ An, khi còn là nữ sinh phổ thông, cô đã hát trong ban nhạc Việt Nhi. Của nhạc sĩ Nguyễn Đức, nữ danh ca cũng sinh hoạt trong ban nhạc sinh viên Hải Âu của nhạc sĩ Lê Hù Hà. Một trong những ban nhạc có huynh hướng Việt hóa nhạc trẻ đầu tiên ở Sài Gòn. Vào cuối những năm 1960, Thanh Lan thường được mời hát dân ca ba miền trên truyền hình. Khi là sinh viên năm đầu Đại học Văn Hòa, cô nổi tiếng với ca khúc tiếng Hình ảnh Thanh Lan xuất hiện trên các bì bản nhạc bày bán khắp nơi. Thời kỳ phát triển mạnh mẽ, phong trào, nhạc trẻ Việt Nam, cô là bàn diễn anh ấy của ca sĩ nhạc trường qua các tình khúc Trần Thìn Thành. Bộ đôi còn kết hợp với nhau trong phim truyền hình trên đỉnh mùa đông và mộng trường hai phim phát sóng trước năm 1975 do nhật trường viết kịch bản đạo diễn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình danh ca thanh lan được nhớ tới qua các bài hát như đi qua vùng cỏ non em đi chùa hương giàn thiên lý đã xa sang mỹ từ năm 2003 thanh lan chỉ vừa trở về việt nam cách đây hai năm chính cô bạn đó rủ ông xã tôi đi cùng để làm mối cho tôi lúc ấy tôi đang có nhiều chuyện buồn trong lòng nên đi nhà thờ cầu nguyện nhiều điều chồng tôi ngồi ngay sau lưng tôi lúc tôi cầu nguyện Từ lúc đi ăn thì chồng tôi ngồi trước mặt tôi tôi biết tiếng pháp nên nói lưu loát khiến chồng tôi bất ngờ vô cùng tôi cũng rất vui vì nói được tiếng pháp vì nói làm tôi trở lại cô thiếu nữ trung học ngày xưa ở sài gòn trở về những năm tháng thanh xuân một lần hát, tôi đi show ở Úc và chồng tôi chủ động tới show để gặp tôi. Trong buổi nói chuyện hàng chục người tự nhiên ông ấy nói luôn, bà có thể về sống với tôi không? Tôi bất ngờ lắm, vì lúc đó chưa hề yêu đương, còn chưa cầm tay nhau. Ông ấy nói thêm, nếu bà muốn thì ba năm nữ tôi dọn qua Mỹ sống với bà, cả hai lúc đó đều tìm đập nhành. Tôi về Mỹ và gọi điện nói chuyện với ông mỗi ngày. Vừa nói vừa khóc, ba năm sau ông ấy qua Mỹ ở với tôi thật. Nói là làm, tôi cũng bảo, ông muốn sống với tôi thì qua Mỹ nhanh lên, không tôi già rồi, không yêu đương gì nữa. Chồng tôi rất sỏi, suốt 3 năm, không chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi mà giữ được tôi, khiến tôi không nhìn bất cứ ai. Sau khi qua đây, chồng tôi ở với tôi đến giờ, không trở về Úc. Cũng không cần biết đến ai, chỉ biết một mình tôi. Bao nhiêu tình thương dồn hết cho tôi. Khi ấy lấy nhau về và chồng tôi không rời nhau đến nửa bước, đi đâu cũng có nhau, tôi thích như vậy. Không thích những cặp vợ chồng lấy nhau về xong màn ai nấy đi, không ở gần nhau. Tôi đi xô, chồng tôi cũng đi theo để lo cho tôi. Đây là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời tôi coi là chồng. Coi như may mắn cuối đời của tôi, chúng tôi không làm đám cưới vì nhiều tuổi rồi. Đứng nhiều mệt lắm, miễn là ở bên nhau hạnh phúc là được.